Mọi người ha, hôm nay là mình sẽ đi quay và cập nhật lại cho anh chị mình một cái lô đất view hồ nằm ở thành phố Gia Nghĩa. Anh chị là nằm ở xã Đắc Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Là đây là cung đường mình đi vào trong đất này anh chị, xung quanh là dân cư này ha. Là cái mảnh đất của mình rất là gần với khu dân này luôn. Và lúc trước á, là chủ nhà mình là chưa có ra sổ, nay thì chủ nhà mình đã ra sổ và đã làm lên đầm mốc rồi, là cũng có giảm giá luôn nha anh chị. Là lô đất view hồ này là có cái diện tích nhỏ là tầm 1.000 m², là có 10 m đường, là giá cũng rất là mềm anh chị. Là hiện tại thì em sẽ đi vào tới mảnh đất là em quay em review cho anh chị và cập nhật lại ha. Anh chị mình quan sát trên màn hình flycam này ha. Ở đây là chủ nhà mình có 5 lô, là có chỉ riêng một cái lô đầu là lô 26m này anh chị, là 26 x 50, là lô này là do là mặt đường ở nhiều á, là 26m á, nên là chủ nhà mình bán cái giá là 750 ạ. Còn lại là 4 lô kia là mỗi lô trung bình là 10m x 100m chiều dài anh chị, là đồng đều luôn ạ, là đều bán giá là 450 triệu. Sau đây thì em xin review mặt dưới cho anh chị mình cùng xem ạ. Đất này anh chị là mình di chuyển là 1,5 km đường nhựa anh chị, là mình đi ra ngoài phía quốc lộ 28, là từ nơi đây á là mình đi về ngay trung tâm của thành phố Gia Nghĩa, em tính tới chợ Gia Nghĩa là hết là 14 cây ạ. Là cái ranh mốc thì chủ nhà mình có cắm hết rồi, cắm rõ ràng rồi anh chị, có 4 lô 10 x 100. Còn cái cung đường này anh chị là mình đi thẳng vô, là đi xuyên xuyên lên mấy cái đồi kia anh chị, là đó là xong mình bắt đầu là mình đi ra ngoài đường nhựa lại. Còn cái về cái trong này á thì cũng có được nhiều hộ dân rồi ạ. Còn cái thế đất của mình này anh chị là khoảng cả tầm 50 mét đầu á là rất là bằng nha, còn lại là lại theo kiểu một máy đi xuống dưới hồ. Nhưng mà được cái á, là cái mặt view ở đây anh chị ha, là mình nhìn ngắm toàn diện luôn cái dãy đồi núi bên kia và cái view hồ rất là đẹp ở dưới ạ. Phải nói là chỗ này thì anh chị nào đứng trên mảnh đất thì mình nó cảm nhận hết thôi. Còn cái phía cái mặt hồ của mình anh chị thì có được cái là có cái đảo ở giữa rất là đẹp ạ. Còn cái đất là hiện tại cái mặt đường mình á, là mặt đường cấp phối thôi anh chị. Phía bên trong cũng có nhiều hộ dân rồi, nhưng mà trước sau thì cũng đổ bê tông thôi. Còn lại á thì anh chị mình nhìn ngắm cái mặt view này ha, cái mảnh này thích hợp cho anh chị nào mình mua á, là mình để dành hoặc là mình đầu tư về lâu dài anh chị. Tại vì vì cái chỗ này thì không khí rất là mát, rất thích hợp cho anh chị nào làm nghỉ dưỡng ạ. Anh chị nào mà quan tâm tới những cái lô đất ở trên á thì xin hãy gọi số hotline để trên màn hình nha. Em cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi video. Em xin hẹn anh chị vào những video lần sau của kênh ạ.